quý vị, kính thưa toàn thể bà con. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến quý vị lời chúc tốt đẹp nhất. Và trước khi vào tổ chức, tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức, ban chấp hành xin lỗi quý vị, bà con vì trục trặc về vấn đề nhà hàng đặt chỗ, cho nên chúng tôi đã thay đổi thời gian và địa điểm. Chính vì lý do đấy cho nên mong quý vị, mong bà con tha thứ, và ban tổ chức của chúng tôi cũng sẽ xin hứa kể về hàng năm tiếp theo ban tổ chức của chúng tôi sẽ tổ chức đúng vào ngày 25 tháng 12. Và một lần nữa thì tôi cùng với những cái sự kiện như thế này thì mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Và kính thưa quý vị, với những không gian như thế này, hình ảnh như thế này, và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng Hương xã Thanh Trạch tại Cộng hòa Liên bang Đức, thì quý vị thấy với không gian như thế này có đẹp không ạ? Có đẹp không ạ? Và tôi cũng không còn có gì để nói thêm được nữa. Giờ đây là đến, tôi xin tuyên bố buổi tiệc của chúng ta xin được bắt đầu.
một ca khúc nhớ về miền quê do sáng tác Quách Mộng Lân, ông cũng là người con của Quảng Bình mà chính xác là người con của Lào. Và một lần nữa xin cảm ơn tổng múa tổng ca đến từ thành phố Cần Thơ. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, thưa bà con, đây là một mùa xuân đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại được ngồi đây bên nhau trong không khí Giáng sinh vui tươi và cũng như thế này. Của quý vị và con nhân vật đó là những điều mà thật là tuyệt vời đối với ban tổ chức của chúng tôi. Rồi 365 ngày là trôi qua, mỗi một chúng ta ai ăn vất vả của cuộc sống mưu sinh của mình, có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại. Nhưng bà con của chúng ta là những người luôn sẵn sàng đối diện với cuộc sống và khẳng định chính mình trong một xã hội tư bản như thế này. Và tôi cũng như anh chị em ban chấp hành là những người làm chương trình rất xúc động và cảm ơn đến quý vị bà con đã dành những thời gian quý báu của mình để chúng tôi với buổi tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến quý vị những lời sâu sắc nhất. Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, cho phép tôi xin giới thiệu đến quý bà con những vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Trực tiếp. Đầu tiên, xin giới thiệu với bà con đại diện Hội đồng Hương Quảng Bình, anh Phạm Ngọc Quỳ, có mặt với 38 người. Xin cảm ơn đại diện Hội Phụ Nữ Quảng Bình, chị Lê Thị Thủy cũng có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn đại diện Hội Đồng Hương Bảo Ninh, anh Trần Hoàng cũng có mặt với hội chúng ta đến đây. Và xin cảm ơn đại diện Hội Đồng Hương Quảng Trạch, anh Nguyễn Văn Minh và anh Nguyễn Ngọc Thắng cùng có mặt với chúng ta. Và cảm ơn đến đại diện Hội đồng Hương Phú Hải, là một hội đoàn vừa mới thành lập, chị Võ Thị Diện và chị Võ Thị Mười cùng có mặt với hội chúng ta hôm nay. Và đặc biệt cảm ơn đến nhà báo Quỳnh Nga, tổng biên tập viên báo .de kiêm cộng tác viên VTC10 cùng có mặt với hội chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng rất chân thành cảm ơn đến các quý khách mời danh dự của xã Thanh Trạch chúng ta. Và tôi cũng xin cảm ơn đến nhà hàng Kinh Đô cũng đã tạo điều kiện tốt cho buổi tiệc ngày hôm nay. Và tôi cũng xin cảm ơn ban nhạc Kiều Hải đã nhiệt tình và mang đến cho quý vị những hình ảnh sống động trong ngày hôm nay. Và để tiếp nối chương trình thì tôi cũng trân trọng kính mời toàn thể anh chị em trong ban chấp hành Hội đồng Hương xã Thanh Trạch bước lên sân khấu để ra mắt quý bà con, quý vị cũng giống như là lời tri ân đến với bà con nhân dịp 10 năm thành lập Hội đồng Hương xã Thanh Trạch tại Cộng hòa Liên bang Trung Quốc. Và xin mời toàn thể anh em trong ban chấp hành của sân khấu.
quý vị mời bà con trở mặt về sân khấu nhìn lại những gương mặt mà trong một chặng đường thật là dài trong 10 năm trôi qua, những gương mặt ấy là những người tiên phong để đi đầu cái phong trào này, và những người luôn hy sinh những công việc câu chuyện cá nhân của mình để chung tay chung sức giúp cho cuộc đoàn của chúng ta hoạt động tốt, ngày một lớn mạnh hơn. Và xin quý vị bà con cho một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Và tôi cũng xin nói thêm, chủ trương của ban tổ chức chúng tôi thì cũng mong muốn tất cả các anh chị em có tâm huyết với quê hương của mình, dành thời gian để cùng chung sức với tập thể ban chấp hành của chúng ta để tạo dựng cho phong trào, vì phong trào của chúng ta trong 10 năm qua hoạt động rất là tốt và cũng rất có tiềm vang với cộng đồng. Cho nên tôi cũng hy vọng và mong muốn có những người đâu đấy có khả năng thực sự để xây dựng cái phong trào này tốt hơn thì xin đăng ký với ban tổ chức của chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng mời các ban tổ chức để hoạt động tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn. Và thêm một vấn đề nữa thì hình ảnh cả gương mặt ở trên sân khấu hiện tại là những gương mặt trong ban chấp hành, và quý vị cũng đã có sự thắc mắc năm nay có sự thay đổi và thiếu đi một vài gương mặt, nhưng cũng vì cái câu chuyện gia đình cá nhân và không sắp xếp được thì cùng mọi người cũng thông cảm bỏ qua cho. Vâng, và sau đây thì xin mời quý vị đón nghe những lời tri ân đến từ vị chủ tịch của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh Võ Hữu Chiến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và quý vị sẽ tiếp tục đưa tin cho quý vị.